Trời ơi, ông làm gì vậy ông Trời ơi, cái gì vậy ông nội? Khoan, chỗ. Lạc xưởng thịt gà khô này với lạc xưởng tôm chút muối này giao cho đàn ông hay đàn bà? Đàn ông, đàn bà gì giao cũng được, miệng đúng nhà, đúng địa chỉ, đúng người là giao. Vậy ha, tôi biết rồi. Ừ, trời ơi, không có ghi nào như thằng này. Khoan, tôi hỏi nữa, tôi không câu nữa. Bà lỡ không có đàn ông, không có đàn bà, chỉ có con nít nhà giao được không? Dạ được, miễn sao là nó có tiền nó trả cho mình là được. Là được ha, là được. Dạ, ha. Dạ, anh Tiến ơi, trời ơi, nhẹ nhẹ chiếc xe. Khoan nữa, bây giờ lỡ người ta không có tiền mặt, người ta chuyển khoản được không? Được. Chuyển được. Chuyển được luôn đúng không? Ừ. Rồi. Trời ơi, trời, xin lỗi chiếc xe, trời ơi. Nhẹ, xe xịn. Lai chi một năm mới có chiếc xe. Nhẹ. Trời ơi, giặt sữa không có nhiều, hư cái cửa xe. Rồi, biết rồi. Mà bây giờ câu cho... Hỏi nữa, câu cuối cùng luôn. Là bây giờ chuyển khoản vô tài khoản nào? Vô tài khoản của mày đi. Tài khoản của mày hả? Ừ. Vậy là tiền đó của tôi hả, của ông? Của mày đi. Của tôi luôn đúng không? Ừ. Rồi, tôi biết rồi. Trời ơi, tao xin lỗi cái cửa. Rồi, tôi không câu nữa. Câu hỏi này là cuối cùng thiệt luôn. Rồi lỡ người ta không nhận hàng rồi sao? Là người ta bơm mà không có trường hợp nào bơm chứ, đi tới nhà trước cửa nhà con rồi mà chưa vô trọng là mày giao thôi đó. Trời ơi, thôi đi giùm tao giao giùm cái, đưa đi tới là giao. Khoan, sao để tao đóng luôn cho. Đi nha. Ừ, là trời, xin lỗi cái cửa, nghe cả năm trời mới mua được chiếc xe xịn. Ông chủ ơi, bị bơm thiệt rồi. Ở trong không có người già, cũng không có con nít luôn. Mà mở cửa tan quang luôn. Mày khùng, mở cửa tan quang mà không có ai ở nhà. Điên hả? Có mấy con. Thì có mấy con thì giao đi, con nào cũng được. Con chó hả? Giao không? Tôi giao giùm cho. Con mấy con chó hả? Ừ. Nó sủa quá trời luôn, nó sủa gấu luôn. Hình như nó muốn nói là giao cho nó đó. Vậy mày nghĩ sao mày nói được chứ? Tiếng nói mày kêu nó đưa 220.000 ra đi rồi mày đưa cho nó cũng được nữa. Đồng ý không? Đi. Tôi không biết nói tiếng chó đâu, ông xuống ông giao cho nó đi. Tôi thấy ông ở nhà hay nói chuyện với chó á. Sao vậy? Thôi leo xe về đi. Leo lên xe. Má bơm hàng tao ha. Mày lỡ mày chụp hình với phiên nhà tao. Rồi leo lên bằng mày chụp hình với phiên nhà tao. Rồi biết rồi. Tao úp nó lên mạng. Rồi biết rồi. Trời ơi, chiếc xe của tao. Má trời.